Chào các bạn ạ, nên mình sẽ thanh lý cho bạn cái kính hiển vi Nikon này, IS100. Đó. Dạng này dạng một mắt này, truyền qua camera của Đài Loan này, phân bố bởi Kankin các bạn. Đây, các bạn thấy chất lượng như màn hình. Đây là đang kính 4x các bạn. Và mình sẽ chuyển qua 10x nha. Đó, đây là chất lượng của 10x các bạn. Đây là dòng kính thanh lý ha, của Nikon. Xuất Nikon, Nhật Bản, xuất là Nhật Bản luôn. Rất là tốt và nó truyền thẳng lên camera cho chúng ta luôn, thích hợp cho chúng ta sử dụng trong túi y hay là thủy sản hay bất cứ gì ha. Đây là mình gắn thử cái camera lên cho các bạn xem đó, cái màn hình iPhone nó quay cho nó hơi chớp à. Đây qua 40 này đó, rất là nét đúng không các bạn? Đấy, nhìn rất là rực rỡ này, rất là nét, chi tiết rất là đẹp đó. Bạn thấy không, quá xuất sắc luôn ạ. Là kính Nikon các bạn, hàng thanh lý, trị giá đây 100x. Đó, không cần, chưa cần dầu soi đâu các bạn, chưa cần dầu soi nha. Mình sẽ test dầu soi cho các bạn xem này. Này, mình sẽ lấy mẫu dầu soi. Kính này quá xuất sắc. Coi thẳng lên camera luôn, chúng ta không cần phải. Đó, khi có dầu soi vô các bạn. Đây. Đó, mình lấy nét lại. Đây là đang có dầu soi ha. Cái mẫu lam của mình thì nó cũng hơi khô. Nikon IS100 phân bố bởi Kankin các bạn. Thanh lý. Chúng ta dùng trong thủy sản thì rất là tốt này. Đó. Kính còn rất là mới. Phải một mắt, nếu các bạn muốn sản phẩm hai mắt thì cũng có ha. Mắt này chúng ta gắn vào camera thì cũng tiện hơn. Để không rất nhiều. Còn đầy đủ à. Nguyên bản IS100. Đây, quay cái thông số của nó này. Đây là IS100. Xuất tại Japan nha các bạn. Đó, sau khi mình dùng 100 xong thì mình phải dùng giấy để mình lau lại. Đây, dùng vào cái 40 không có dầu soi cho các bạn xem lại. Cũng rất là đẹp. Các sản phẩm thanh lý thì luôn có sẵn tại Kankin các bạn. Có thể liên hệ Kankin để mua bất cứ kính hiển vi nào mà các bạn muốn ha. Đó. Đây, kính 40. Đây là 40 nha. Rất đẹp, rất xịn. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ sản phẩm về kính hiển vi thanh lý cũ cho giải phẫu bệnh cũng như là thủy sản, như là dạy học hay là nghiên cứu khoa học tại nhà hay là sẵn ra coi các cái nấm trên tôm thủy sản thì luôn vui lòng truy cập website kính hiển vi điện tử com.vn. Đây, zoom sát vào cái chất lượng của cái tế bào. Đây là tế bào giải phẫu bệnh đó, thừa nha. Rồi, các bạn có thể liên hệ Kháng Kiên, sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm về kính hiển vi để các bạn có thể mua sản phẩm này. Kháng Kiên.com hoặc là kính hiển vi điện tử .com các bạn. Quét mã code này, truy cập website để mua hàng cũng như gọi điện thoại 0936 620 757. Rồi, xin chào.